đi hỏi vợ cho thằng em nha. Lâu quá rồi mới tận hưởng lại cảm giác đi vỏ máy cả nhà. Hôm nay đi đi kiếm kiếm gái về cho thằng em. Gặp ngày trời mưa nữa cả nhà, quá trời mưa luôn rồi. Đây nhìn mưa khổ ghê chưa. Một chuyến phải nói là một chuyến đi đầy vất vả, đi trước được rồi. Chú ghẻ đang cưới vợ, bữa nay cưới vợ cho nghe này mà quá mưa. Chú mưa trong áo mưa, dùng miếng cây dù che lại từ phía sau lái dài đến trước mũi, tất cả tập trung vô trong hết. Mưa quá, mình thì ngồi phía trước được hỗ trợ cây dù. Vô khu vực này vừa nước chứ lắm nghe cả nhà, quá trời vừa nước luôn, hai bên quá trời vừa nước luôn. Ngày xưa vừa nước này dùng lá này để lợp nhà này. Nhưng bây giờ đây phát triển, bây giờ người ta lọc con hết trơn, ít có ai sử dụng lá nữa, quá trời lá luôn. Vô trong cái đường này vô giống như là cái đường đường cung vậy. Tôm nghe cả nhà, đây gần mấy sông cái đó nên có nước mặn nó nuôi tôm. Chuẩn bị ra sông lớn rồi cả nhà, ra khỏi cái cầu này là mình ra sông lớn rồi đây. Sông lớn rồi, này chạy ra sông cái luôn á này. Đây, phía trước đó là sông cái cả nhà. Đi. Còn mưa. Lớn. Còn mưa. Còn mưa. À, phía trước đó là sông cái lớn nha. Cái sông này nó chảy dài ra tắc nậu ra biển luôn cả nhà. Đây còn cái phà dưới con dây nha cổ. Đây là sông cái lớn cả nhà ơi. Sông cái lớn này nó chảy dài ra đến tắc nậu ra cửa biển luôn nha cả nhà. Con sông này được gọi là xếp ba tàu nha cả nhà. Đây là cái xếp nhỏ, mình vô xếp nhỏ xếp ba tàu. Theo như mình được biết thì ngày xưa là ở đây gọi là xếp ba tàu là do cái chiến tranh đó, là mình đánh Mỹ đánh Pháp gì đó, giết mấy cái tàu giặc như đây nè. Mình nghe kể mình cũng chưa nghe hết nội dung, nhưng mình chỉ biết rồi cơ bản là đánh mấy cái tàu tàu giặc đó chìm ở mấy con cái xếp này á, nên từ đó vì sao đặt gọi là cái xếp ba tàu luôn cả nhà. Trời vẫn còn mưa luôn trời, mưa từ nhà ra tới giờ luôn không hết mưa.
bên đây là của xã Vĩnh Phước A. Đây mình nhìn ông treo cái bên đấy nha, ông treo cái bọc xanh đó nha. Ông treo cái bọc xanh ngay cái đầu dạm á. Sau một thời gian chạy dỗ máy phơi mưa, bây giờ cũng đã đến nơi và đã được ga dọn mồi ga gây nhập tiệc nha. Sau thời gian mà phơi mưa nè, rồi vật lộn với sông, cuối cùng mình cũng tới nơi, đã tới nơi và được ăn cổ. Mày chăng sao vô cái mặt tao một cái thì có được đó. Đúng rồi. Rồi xì vậy. Xì mà cũng được cũng được. Tao vậy. Tao tẹt qua thiệt lại hoài luôn. Trời cho mụ. Tôi nói cho biết nghe. Mày nói với đạo. Đúng vô mắt thử cho. Dạ. Đúng vô mắt này vô kìa. Bị gái nè. Vô vô. Bây giờ này nhỏ em gái tụi nào cả nhà ơi. Nó chưa có chồng á nghe. Nhỏ em gái tụi màu đỏ nè, chưa có chồng. Đây có chồng rồi. Bớ vô. Vô đi chừng nhậu kiểu này ai dám tới. Nhậu kiểu này dám tới. Miếng cần kẹo kẹo ảnh. Thấy uống vô ly bia mặt hồng hồng đẹp không? Này ơi, uống chồng cũng chết rồi. Đi kiếm của cho ổng. Mua quê lắm rồi sao? À, bây giờ mình tạm chia tay bên Vĩnh Phước A, mình về Thị Liễu. Dì cưng, dì cưng, cái hiên chi vậy? Hiên nè. Ok. Sao miếng con bên vậy nè? Hơi dướng hả? Quán ăn miếng đi. Thịnh không mà, thịnh không mà. Thịnh không mà, thịnh không mà. Rồi, về đi, về đi, về đi. Thịnh ơi, thịnh. Dạ, con xin phép. Chia tay. Chưa mấy giây. Chưa thâu giây. Chưa mấy giây em rồi. Thôi bây giờ mình về Thị Liễu. Chuyện đừng biết ăn trước đi. Thầy con lấy thùng đá xuống chưa? À, chưa. Hả? Khỏi đâu. Khỏi. Có bị không? Rồi, bây giờ thôi. Cái gì? Đi thôi. Bay nha. Ngủ không có làm gì đâu vậy. Chạy
Nói vậy. Nói gì đó. Bụng bụng xuống dưới các bạn. Thấy ông chú Út nó khoái cầu tư dữ rồi. Ừ, quá cầu tư ghê á. Khoái dữ luôn rồi. Mà còn cô có tôi chơi để rồi bắt đầu mình ra sông lớn cả nhà ơi. Đây ra sông lớn rồi. Mình mang mang về nhà thôi. Đủ cái lồng. Hơi lắm kỹ trời. Ẩu rồi đó. Tao rồi. Nhưng mà về tới mày